có dự định làm gì chưa? Chưa, tao không biết nữa, tao định mua cái gì đó ngon ngon về ở nhà ăn nè, mà không biết mua ở đâu nữa. Trời ơi, mày sao á, công ty mình này chứ đâu. Công ty mình á là phục vụ hải sản tươi sống xuyên lễ này luôn. Đây đây đây, đây đi, tao dẫn mày đi coi. Nhìn đi, đây công ty mình á luôn có mấy cái hàng tươi sống nè. Mày muốn ăn giá rẻ cũng có giá rẻ, mà mày muốn ăn cao cấp hơn cũng có cao cấp hơn luôn. Nhau này không phải lúc nào cũng có đâu. Nhưng mà bên mình là luôn về đường tiên đầy đủ mặt hàng. Còn nếu mà muốn cao cấp hơn á thì mình có tinh ráp nè, Alaska nè, xúc tích nè, tất cả các loại cá luôn. Trời ơi, giờ tao biết. Ủa, vậy ông mua có không về đâu mua á? Trời ơi, chị nói mày khỏi lo. Ở công ty mình á, ngày lễ là chi nhánh từ cô Bảo nè, cô Bôn, Sa Đéc, Cúc Nốt, Nhà Bảy. Ở đâu cũng hoạt động đủ hết trơn á. Trời ơi, vậy là yên tâm rồi, vậy là tao có món để tao đem về cho gia đình tao ăn rồi. Đúng rồi. Trời ơi, vậy mà tao trời trời quá. Rồi, đi làm gì tiếp đây.